人潮内各自离合散聚，任风牵人去向。Tập 17。人谁的追忆压于心上。Ông Chu Dương, tôi đỡ ông đứng dậy. Từ từ thôi. Cẩn thận. Ông Chu Dương, ông bị thương rất nặng. Bị thương rất nặng, còn chảy mũ nữa. Mấy ngày nay sống cuộc sống hoang dã, rất khó sống. Tôi cứ tưởng mình chết chứ. Như vậy đi, tôi đỡ ông lên thuyền, chúng ta cùng trở về. Không được đâu. Chưa tìm được xác của tôi. Chính sự không được. Có người. Thiếp hai à? Hả? Thiếp hai. Hả? Ông ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây đi. Nè. Mấy người làm gì vậy? Xin lỗi, chúng tôi đến từ Bắc Bình. Chúng tôi đi thăm người thân. Nhưng trên đường đi gặp ông thổ phỉ. Ông coi, chúng ta đánh ra nông nổi này. Trời ơi, đánh ra nông nổi này hả? Để tôi đi lấy thuốc hả? Quần áo của tôi, cô đem đi đốt hay chôn đi. Tránh bị nhiễm khuẩn. Thiếm hai, hả? Nhà có cứu không vậy? Có, cô đi theo coi. Tôi tên là Thiếm Ngưu, cô cứ gọi chúng tôi là Thiếm Ngưu chú Ngưu được rồi. Dạ dạ. Vậy cô thế nào? Con họ tôi. Cô tôi à, ở chỗ này chỉ có hai chúng tôi. Hai người cứ yên tâm ở đây mà dưỡng thương nha. Chúng tôi cảm ơn. Đừng khách sáo. Thanh Hoa, em dậy ăn chút gì đi. Em không ăn. Không ăn sao được. Em nghe lời anh, mau ngồi đã dậy ăn đi. Đã nói là không ăn mà. Anh làm gì vậy? Anh đóng cửa sổ lại đi. Anh không đóng. Em tính ngủ tới chừng nào đây? Dậy đi. Dậy đi. Em coi nè, em tự soi gương đi. Em giống cái gì? Người không giống người, ma không giống ma. Em không chịu ăn cái gì hết. Em muốn mình chết đói hả? Đúng vậy, em muốn chết. Là tự anh muốn cứu em thôi. Cái gì? Em muốn chết à? Em có tư cách chết sao? Mạng của em, 11 năm trước tôi đã lượm ở bãi rác của Bắc Bình. Mạng của em là thuộc về tôi. Bây giờ em đòi chết. Em có hỏi qua ý của tôi chưa? Em có còn nhớ 11 năm trước ở Bắc Bình, xém chút em bị bán vào lò lửa, mạng sống khó giữ. Lúc đó em đã gian xin tôi, xin tôi cứu em. Em nói em không muốn chết. Nếu như em chết là em có lỗi với chính mình, có lỗi với cha mẹ đã chết của em. 11 năm sau vào lúc này thì em lại muốn chết. Không lẽ bây giờ em chết là xứng đáng với cha mẹ em, với bản thân em sao? Thành Hoa, từ lâu tôi đã nói với em, bây giờ em chỉ có hai con đường để đi. Nếu như em thật là muốn chết, tôi sẽ không cản em nữa. Không, em phải ngoan ngoãn ăn uống, quên hết những chuyện không vui, làm lại một con người mới đi. Kính nghiệm. Nói với chị họ em muốn ăn cháo. Cô hãy cầm tiền, sau này phải cắt đứt với thằng Mẫn. Tôi không thèm những đồng tiền của ông. Ông tưởng ông có thể dùng tiền mua được linh hồn tôi sao? Và có thể mua được tình cảm của tôi và anh Mẫn sao? Dừng.
không phải diễn gì đâu. Cô Phụng à, hôm nay cô diễn không dập tâm gì hết. Mã Cách Lệ là một cô gái rất dũng cảm, cố tình nguyện hy sinh tất cả cho tình yêu. Cá tính của cổ cũng hoàn toàn không nắm bắt được. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ nắm bắt và sẽ không giống được cổ. Anh tìm người khác diễn đi. Nè cô Phụng, sao vừa rồi Trình nổi giận với Âu Dương Hán dữ vậy? Trình làm cho ảnh ngẩn người luôn đó. Anh nói mình không nắm bắt được tính cách của nhân vật nên mình đành phải không diễn nữa. Không phải Trình diễn dở mà là Trình không tập trung. Trong lòng Trình chỉ nghĩ đến Hứa Văn Cường thôi. Kỳ, Kỳ đừng nhắc tới người này nữa. Lại cãi nhau nữa hả? Thật ra giữa ảnh và cha mình có hiểu lầm. Tại sao anh phải trút giận lên người mình chứ? Vậy Trình nên nói rõ với ảnh mới đúng. Mình là con gái mà, mình không hiểu sao mình phải luôn chủ động và luôn lấy lòng ảnh là sao? Chúng ta là phụ nữ tân thời, phải nên giống với Mã Cách Lệ, chủ động theo đuổi tình yêu. Ê, làm cái gì vậy? Đụng người ta rồi cũng không nói tiếng xin lỗi nữa. Ý, sao có nhiều người xếp hàng quá vậy? Ngày mai đội Nhật đá với đội Mỹ, mọi người xếp hàng mua vé đó. Nè Trinh Trinh, có cách rồi. Tất cả đàn ông đều rất thích coi đá banh. Trình mua hai vé hẹn Hứa Văn Cường cùng đi coi, nhất định anh cảm động đến phát khóc luôn đó. Kỳ muốn mình mua vé hẹn anh đi coi, nhưng mà mình không có thích coi đá banh. Mình không ngốc vậy đâu. Không mua hả? Vậy thì thôi, Kỳ muốn đi mua sách đó, có đi cùng không? Mình muốn về nhà. Vậy cũng được, tạm biệt. Tạm biệt. Cô gái này có bắt chước người ta coi đá banh nữa. Ờ, coi gì chứ, có hiểu gì đâu mà coi. Đúng rồi. Cô gì ơi, cô có biết coi đá banh không? Hay vậy đi, cùng đi coi đi ha. Tôi sẽ dạy cô cách coi. Hả? Có được không? Nè, tôi dạy cô coi mà. Anh bạn, nếu ngày mai anh không muốn coi đá banh thì anh tới phòng tường phố ngồi chơi. Ờ, dạ. Anh Hứa Văn Cường định làm cái gì vậy? Sao lại bắt con gái như em đi mua vé? Không liên quan đến ảnh, là em muốn ảnh ngạc nhiên thôi. Anh thật sự ngưỡng mộ ảnh. À, ngày mai cùng chơi đi coi đi. Sao hả? Em sợ anh làm người nhiều chuyện sao? Không phải. Không phải là được rồi. Ngày mai 2 giờ anh đợi cổng sân banh nha. Trận banh hôm nay là chung kết, vậy nên chắc là lực mua giùm mình. Chào đi. Mời anh đi coi đá banh hả? Sao em biết hôm nay anh rảnh? Vậy bữa trưa anh có rảnh không? Thì ra là em. Vậy chứ anh tưởng là ai? Không có. Anh vẫn chưa trả lời em. Lát nữa anh có rảnh không? Thật là ngại quá. Chút nữa anh và lực đã hẹn ông chủ trương bàn công việc. Trận banh này không có cơ hội xem rồi. Em tìm người khác cùng đi coi với em đi. Chuyện công vẫn quan trọng hơn. Không sao đâu. Ủa, Trinh Trinh, cô ở đây hả? Cô đừng đi vội nghe. Có chuyện anh Văn, anh Văn, dù gì chiều nay cũng rảnh, chúng ta cùng đi uống cà phê đi. Chào này để em mời. Trinh Trinh, cùng đi nghe. Nếu như anh thật sự muốn lẩn tránh em, anh cũng đâu cần phải tìm mọi cách để gạt em chứ. Trinh Trinh. Phụng tiểu thư. À, Trinh Trinh, anh định hẹn em tới sớm cùng đi ăn, sau đó chúng ta cùng đi xem đá banh. À, em không đi. Trinh Trinh. Trinh Trinh. Em thật sự không biết anh nghĩ gì nữa. Sao anh phải gạt cổ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Sao Trinh Trinh nhân dữ bỏ đi vậy? Nếu là em cũng nổi giận thôi. Trình Trình thật tâm thành ý hẹn anh đi coi đá banh, anh không đi cũng không sao. Sao anh phải nói dối cổ? Anh đúng là quá đáng mà. Sao anh phải làm vậy Văn Cường? Trình Trình đối với anh rất tốt. Cổ là con gái, một mình đứng xếp hàng mua vé. Anh có biết là cô không thích coi đá banh. Anh có biết lúc cô xếp hàng mua vé bị người ta trêu chọc không? Cổ là đại tiểu thư của Phùng gia, cô đã làm vậy anh còn muốn làm sao nữa? Hai người không có hiểu đâu. Em hiểu. Anh vẫn suy nghĩ về cái chết của ông chủ Du. Anh trách Phùng Kính Nghiêu ra tay quá độc ác có đúng không? Thì ra là vì chuyện này. Vì Phùng Kính Nghiêu là Phùng Kính Nghiêu,
Phùng Trình Trình là Phùng Trình Trình, sao lấy món nợ của người cha đổ lên đầu cổ được chứ? Nhưng họ đều là họ Phùng. Từ khi anh quen biết cổ thì cổ là con gái của ông Phùng rồi. Anh vẫn đối xử tốt với cổ mà không phải sao? Thế vì chuyện này mà anh từ chối cổ, tôi thấy không công bằng với cổ. Tôi không nói nhiều nữa, dù gì tấm vé này anh phải đi coi cùng cổ. Nếu không thì tôi không tha cho anh đâu. Anh đã dạy Hứa Văn Cường giùm cho em rồi, anh còn bắt anh ta lát nữa tới sân bóng đợi em. Anh phải cho anh cơ hội nha. Trần Hán Lâm, không ngờ con người của anh trở nên rộng lượng như vậy. Lúc này còn không nhân cơ hội mà còn giúp nói tốt cho tình địch nữa. Ha, tôi là người nhỏ mọn vậy sao? Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi. Ý, sao hả? Em chịu để Hứa Văn Cường một mình đợi em ở cổng sân bóng sao? Nhưng vé vào cổng em đã xé rồi. Không sao đâu, lấy vé này đi coi đi. Vậy là anh không đi coi được rồi. Bỏ đi, anh đi có một mình lại không ai đi cùng. Anh nhường cho em. Cô à, có phải cô tới coi đá banh không? Đúng vậy, tôi đang đợi bạn. Sắp tới giờ rồi chứ tôi phải đóng cổng. Ý, Văn Cường, là anh sao? Vào ngồi đi. Em đang tiếp bạn à, hôm khác anh tới. Không sao đâu, là ông chủ Trần đó mà. Nè, qua đây. Ông chủ Trần, xin chào. À, ông Hứa, xin chào. À, đúng rồi, đột nhiên tôi nhớ mình có việc phải làm. Thiệt ngại quá ông Hứa, tôi đi trước nha. À, cứ tự nhiên. Hôm khác em đến tìm anh. À,
Hình như hôm nay tâm trạng của anh không được vui. Tâm trạng của anh không qua được cặp mắt của em. Sao hả? Lại cãi nhau với cô Phùng à? Diễm Vân à, em có nghĩ là sẽ kết hôn không? Ông chủ Trần vừa rồi cũng được lắm, người tốt lại có tiền, và cũng thật lòng với em. Ở Thượng Hải, những người đối tốt với em như vậy có rất nhiều. Anh nói em lấy ai đây? Thì chọn người nào mình thích đi. Người mà em thích thì người ta không thích em. Người mà em không thích lấy cũng không có ý nghĩa gì. Nếu em không thích người ta thì cần gì qua lại với người ta? Đây chính là quy tắc vui chơi ở Thượng Hải, và cũng là quy tắc sinh tồn ở Thượng Hải. Em cần phải suy nghĩ cho kỹ, đừng làm những việc mà mình không muốn. Cũng chưa cần, giờ anh đã thành công rồi. Hiện nay ở Thượng Hải ai mà không biết đến Hứa Văn Cường chứ. Ra ngoài hít thở không khí trong lành, con người cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Suốt ngày cứ giam mình ở trong nhà, không bệnh cũng thành bệnh gì buồn đó. Đúng vậy, đúng là dễ chịu hơn nhiều. À đúng rồi Thanh Hoa, mấy ngày trước ông chủ của công ty anh ấn tới nói, ông nói thiệp cưới của chúng ta đã làm xong hết rồi, hỏi chúng ta khi nào thì tới xem thử. Anh đã nói với họ là chúng ta vẫn chưa gấp, từ từ tới coi cũng được. Bây giờ điều quan trọng là tĩnh dưỡng cho khỏe, còn những chuyện khác đợi em khỏe rồi tính tiếp, có được không? Có phải Cố tiểu thư ở trên đó không? Đúng vậy, mỗi lần rảnh nó tới đó còn nhiều hơn là ở nhà nữa. Lúc sống không biết trân trọng, chết rồi có thất tình cũng vô ích thôi. Anh còn nói vậy để làm gì chứ? Lệ Hỷ à, nếu như anh chết, em có thất tình về anh như vậy không hả? Để anh chết đi rồi tính. Nè, vết thương của ông đã thành sẹo rồi. Không ngờ thảo dược của chứa ngu có tác dụng nhanh quá. Cô Bảy, nếu như không có cô thì tôi nghĩ tôi đã chết rồi. Ông đừng nói những lời này. Giúp người là điều hạnh phúc mà. Huống hồ ông đã từng cứu tôi nhiều lần. Ông đã phục hồi nhanh như vậy, tôi thấy tôi nên đi tìm anh Tôn tới đón ông về Thượng Hải. Chắc chắn là không được. Tại sao? Người muốn giết tôi chưa tìm thấy xác của tôi sẽ vẫn chưa buông tay. Chúng sẽ cho người theo dõi Tiên Lạc Đô và nhà của tôi. Nếu như tôi xuất hiện thì sẽ bước dây động, làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Đi từ từ. Cẩn thận. Cô Tô à, dẫn tôi tiên sinh đi dạo hả? Tôi tiên sinh, hôm nay sắc mặt của ông rất là tốt. Cảm ơn chú thím nhiều. Đừng cảm ơn chúng tôi, phải cảm ơn bà xã ông. Những ngày ông hôn mê, ngày nào cũng chăm sóc ông, cả người mệt đến tiều tụy luôn. Hai người đi dạo đi, tôi đi nấu cơm. Dạ được. Sao đột nhiên tôi biến thành họ Tô vậy? Tôi xin lỗi, hôm đó họ hỏi tôi họ gì, tôi buộc miệng nói với họ là tôi họ Tô, để tôi đi giải thích rõ với họ. Không cần đâu, cô nói vậy cũng không sai, có thể che giấu được thân phận. Tôi thấy họ Tô cũng hay lắm. Đúng rồi ông chủ Dương. Ai là để vợ của mình gọi mình là ông chủ? Tôi thấy sau này cứ gọi tôi là Trấn Hải đi cô Bảy à. Cũng không có người chồng nào gọi vợ là cô Bảy. Anh gọi tôi là Thất Xảo đi. Được rồi, Thất Xảo. Anh còn mấy con heo dễ thương ghê chưa? Mập mũm mĩm, cái bụng to quá. Tôi thấy nó sắp không đi được rồi. Sau này sanh ra heo con tôi nhất định cho cô con. Được đó, cảm ơn chú trước. Trấn Hải, anh sao vậy? Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Thanh quá, lạnh quá.
Thanh Hoa. Thanh Hoa. Em đừng đi. Thanh Hoa. Em đừng đi. Thanh Hoa. Cô Tô. Tô tiên sinh đã đỡ hơn chưa? Vẫn cứ như vậy. Cả đêm hôn mê nói ngoạm. Tôi nghĩ tôi phải đi Thượng Hải một chuyến, mua một ít thuốc hạ sốt và thuốc cảm cho anh uống. Ừ, vậy cô mau đi đi. Đúng đó. Vì đồng thời chú Thính coi chừng giùm Trấn Hải. Không sao đâu, cứ yên tâm mà. Cảm ơn. Dạ. Anh làm sao vậy? Tôi xin lỗi, tôi lượm giùm cô. Cô Tô, thì ra là cô. Xin lỗi, tôi đang đi gấp. Chào cô muốn mua gì? Tôi muốn dùng vào điện thoại. Vô duyên. Tôi có chuyện gấp. Vậy thì lẹ lẹ đi. Cảm ơn. Alo. Cho hỏi có Tôn tiên sinh ở nhà không? Ổng tới Tiên Lạc Đô rồi. Cảm ơn. Tôi đi giao hàng. Chúng tôi đâu có mua gì đâu. Cô tìm. Tôi là Tô Thất Phảo. Tôi muốn tìm cô. Cô đi theo tôi. Thanh Hoa. Chuyện gì vậy? Cô. Có một người rất muốn gặp cô. Có thể đi với tôi một chuyến không? Là ai? Ngoài Vũ Trấn Hải ra còn ai nữa? Để tôi tới khách sạn Thượng Hải. Được. Có phải Trấn Hải bị thương rất nặng không? Anh đã khỏe hơn nhiều. Anh bị rớt xuống biển và sống rất dững nhiều ngày, nên bị nhiễm phong hàn. Giờ sức khỏe rất yếu, lúc nào cũng có thể ngất. Nhưng mà lúc nào anh cũng luôn gọi tên cô. Tôi nghĩ anh chắc chắn muốn gặp cô, cho nên tôi mới đưa cô tới gặp anh. Vậy cô là người cứu ảnh? Tôi không tiện lấy xác của ảnh. Tôi có cảm giác là ảnh chưa có chết. Cũng may ông trời đã không phụ mình, đã giúp tôi tìm được Trấn Hải. Trấn Hải. Cô đã vì Trấn Hải mà làm rất nhiều chuyện. Không thể nói như vậy. Ảnh từng cứu tôi, giờ tôi cứu lại ảnh. Đây là lẽ đương nhiên. Cô đừng gạt tôi. Lần đầu tiên khi cô tới tìm tôi, nói tôi tha thứ cho ảnh, thì tôi đã biết là cô thích ảnh. Nhưng cô cũng biết trong lòng ảnh chỉ có một mình tôi. Cô làm như vậy có đáng không? Đáng chứ. Thích Trấn Hải là chuyện của tôi. Chỉ cần ảnh vui thì tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi đi coi cô Tô về chưa nha. Mau đi. Cô Tô ơi, Tô Tiên sẽ lại xỉu nữa. Trấn Hải. Trấn Hải, anh sao rồi? Sao lại như vậy? Có thức thoa không? Mau đi lấy đi. Nhanh lên. Nè. Anh đừng dọa tôi. Thoa vào hai bên má. Sao lại như vậy? Tôi tiên sinh. Sao lại? Tôi tiên sinh. Anh đừng dọa tôi tới mũi. Trấn Hải, anh mau ngồi dậy, có người tới thăm anh. Anh coi là ai kìa. Cẩn thận. Từ từ thôi. Từ từ. Trấn Hải, là cô Cố. Thân quá. Thân quá. Có thật là em không? Anh không nằm mơ chứ?
Không phải anh nằm mơ, mà thật sự tôi đã đến. Đúng là em đến thật. Em chịu tới gặp anh, anh có chết cũng không tiếc. Anh không được chết. Người ta khó khăn lắm mới cứu được anh. Anh làm như vậy sao xứng đáng với người ta? Thật ra thì lần này anh thoát chết là số anh lớn, mạng anh lớn. Anh có biết vụ nổ đó là do ai làm không? Do cuộc kính nghiêm. Sai rồi, là do tôi sai người làm đó. Là em mà. Không thể nào. Sao lại không thể? Sự thật đúng là do tôi cho người gây ra vụ nổ. Anh không tin. Em thật sự hận anh vậy sao? Nếu thật sự em muốn anh chết, vậy em hãy tự tay giết anh đi. Được chết trong tay em, dù anh có chết anh cũng cam tâm. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của anh, tôi đã cảm thấy rất hả dạ. Sau này cho dù anh có sống hay đã chết cũng không liên quan đến tôi. Cho nên anh yên tâm, tôi sẽ không giết anh lần nữa đâu. Thanh Hoa, Thanh Hoa, anh xin em đừng đối với anh như vậy có được không? Cô đang làm cái gì vậy? Cô nhìn ảnh đi, bệnh đang nông nổi này. Cô nói vài câu tốt lành có được không? Tôi xin lỗi, trước giờ tôi không biết nói lời hay. Lời hay chỉ để dành cho cô nói thôi. Tôi hối hận đã đưa cô tới đây. Sao là tôi không muốn nhìn thấy cô nữa? Cô đi đi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy hai người nữa. Thật quá. Kính Nghiêu. Ê Thanh Hoa, sao tới tìm anh tốt vậy? Tìm anh đi ăn cơm hả? Không phải. Chẳng phải đã nói với em thiệp cưới của chúng ta đã làm xong hết rồi sao? Đúng vậy. Em muốn anh dẫn em đi coi được không? Được chứ. Anh sẽ dẫn em đi ngay. Đợi anh lát nha. Em đã quyết định lấy Phùng Kính Nghiêu rồi sao? Không tốt sao? Chị đã vẫn mong em yên tâm mà lấy ảnh mà. À, không phải, lúc đầu chị có nghĩ ông chủ Du đã chết cho nên mới khuyên em lấy ổng. Nhưng bây giờ ổng chưa chết, em có biết trong lòng ổng chỉ có một mình em. Tại sao em cứ nhất định lấy Phùng Kính Nghiêu? Chị có hiểu không? Nếu em sống cùng với Trấn Hải thì chỉ có hại ảnh thôi. Chị đếm thử coi, em và ảnh gặp nhau từ trước đến giờ đã hại ảnh bao nhiêu lần rồi. Em không còn mặt mũi nào mà sống với ảnh nữa. À, chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ em đã hiểu rồi thì nói rõ với ổng mọi chuyện là được rồi. Chị họ, có một số chuyện đã làm rồi thì không thể quay đầu lại được. Thật ra Trấn Hải là một người tốt. Bên cạnh ảnh nên có một người phụ nữ tốt hơn em. Em đang nói tới Tô Thất Sảo à? Thật ra con người của cô Tô rất tốt. Cổ và Trấn Hải mới là trời xanh một đôi. Em đừng có ngốc như vậy. Tình yêu thì làm sao có thể nhường qua nhường lại được chứ. Hơn nữa em biết rất rõ là trong lòng chủ Du chỉ có một mình em mà. Chị yên tâm đi. Kể từ hôm nay, Trấn Hải sẽ không còn nhớ tới em nữa. Chị không biết em suy nghĩ như thế nào. Cho dù có thật đi nữa thì em cũng không cần nhanh chóng quyết định lấy Phùng Kính Nghiêu. Ông đâu có hối em. Chị cũng biết con người của Trấn Hải. Nếu em không làm như vậy thì anh sẽ không bao giờ quên được em. Hmm.
Trấn Hải. Trấn Hải. Trấn Hải. Trấn Hải. Thì ra là anh ở đây. Anh làm tôi hết hồn. Cô tưởng tôi tự tử hả? Cứ khổ lắm cô mới lượm được cái mạng này về. Chưa được cô cho phép, tôi làm sao dám chết. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện trước đây cứ để cho nó qua đi. Sau này tôi và Thanh Hoa, hai bên không còn ai nợ ai. Thật sự cảm ơn cô đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ động viên tôi. Tôi hứa với cô, tôi nhất định làm lại từ đầu. Ai đó? Ra đi. Anh đừng làm vậy. Nếu muốn giết, giết tôi đi. Cô đừng sợ. Dân từ tụi ta không giết tôi đâu. Thật sự tôi có chuyện muốn nói với dân cường. Cô ra ngoài trước đi. Nhưng mà vụ nổ đó không phải do tôi làm. Tôi biết chứ. Cậu không cần giải thích với tôi. Không phải tôi tới giải thích. Chỉ là vì tôi không muốn bị người ta hãm hại. Phùng Kính Nghiêu ông ta hại cậu. Chỉ là ông ta muốn cậu phải trung thành với ổng hơn thôi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Nhưng cậu là người của Phùng Kính Nghiêu. Hôm nay cậu không giết tôi, cũng không thể bảo đảm sau này tôi không giết cậu. Quy tắc trò chơi này chắc cậu hiểu rõ. Ông yên tâm, lần sau tôi gặp lại ông, tôi sẽ theo quy tắc, sẽ không mềm lòng. Tạm biệt. À phải rồi, tôi đã có thể theo cô Bảy lần mò tới đây. Tôi nghĩ Phục Kính Nghiêu sẽ có thể nhanh chóng tìm được ông. Tôi phải cẩn thận. Hứa Văn Cường muốn gì vậy? Thất xảo à, thất... chỗ này chúng ta không ở được nữa. Tôi viết một lá thư cho cô. Cô nhanh chóng tìm người đưa thư cho Henry. Ừ. Đã một tuần rồi cô Bảy không có về nhà ngủ à? Đúng vậy. Tiểu thư của chúng tôi ở đây không thân không thích, nên tôi mới tới làm phiền cậu. À, không có gì. À, nhưng mà mấy ngày trước cổ có về, chỉ lấy ít thuốc trị thương rồi vội vàng đi ngay à. Tôi có hỏi cổ là đi đâu, cổ không chịu nói, còn nói với tôi đừng có hỏi nhiều nữa. Cổ lấy thuốc trị thương để làm cái gì chứ? Sao anh lại nghi ngờ chú Hải Dân chưa chết? Bởi vì cô Bảy lặng lẽ trở về nhà và lấy rất nhiều thuốc trị thương, sau đó không biết đã đi đâu. Tôi nghi ngờ cô Bảy đã cứu sống được ông chủ Du. Vậy sao cô Bảy cứ báo cho chúng ta biết? Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng chỉ còn một tia hy vọng thôi. Chúng ta tuyệt đối không được bỏ cuộc. Lạc thiếu gia, chúng ta phái một số anh em đi khắp nơi kiếm họ, nhưng mà phải âm thầm tìm kiếm. Yên tâm đi, tôi biết làm sao rồi. Cô làm cái gì vậy? Tôi mang sổ sách tới cho Lạc tiên sinh coi. Đúng đó Henry, cô mang sổ sách tới cho tôi. Cô ra ngoài trước đi. Ừ. Ai đó? Là em hả? Đúng lúc tôi tới đây để kiểm hàng, thấy anh một mình đứng uống ở đây. Tôi xin lỗi đã quấy rầy anh. Vậy em cứ từ từ mà làm. Tâm trạng anh không vui à? Có phải vì chuyện công chủ Du vẫn chưa chết không? Em đã nghe được gì rồi? Tôi xin lỗi, tôi chỉ vô tình nghe được thôi. Tôi sẽ không nói ra đâu. Đừng căng thẳng quá. Anh biết em sẽ không hại anh. Thật ra tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh. Ông chủ Du là ân nhân của anh, nhưng ông cũng có thể là kẻ thù của anh. Bây giờ anh tự mình quản lý Tiên Lạc Đô,
mới tạo được chút uy tín cho mình. Bây giờ nếu như ông chủ Du quay lại, ông nhất định sẽ giành lại tất cả. Đến lúc đó thì anh sẽ trở lại như trước, hữu danh vô thực, không có gì hết. Chú Hải không đối xử với anh như vậy đâu. Tất nhiên tôi không mong như vậy, nhưng mà ai lại không muốn có quyền có thế. Ông chủ Du có được chỗ đứng ở Tô Giới Pháp cũng đều nhờ vào Tiên Lạc Đô. Anh đừng có thật thà quá, phải có kế hoạch cho bản thân mình chứ. Tôi xin lỗi, có phải tôi nói nhiều quá rồi không? Anh biết em muốn tốt cho anh. Anh hiểu được thì tốt rồi. Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi ra ngoài làm việc đấy. Henry. Henry à. Nè, anh có thấy Henry không? Có biết anh đi đâu không? Dạ không biết, là thiếu gia. Đây là chữ của chú Hải mà. Chú Hải vẫn chưa chết. Bây giờ nếu chủ Du quay lại, ông nhất định sẽ giành lại tất cả. Đến lúc đó thì anh sẽ trở lại như trước, hữu danh vô thực, không có gì hết. Tiểu thư. Xin chào. Trình Trình. Anh Lực. Mới tới hả? Tìm anh Giang à? Không phải, cha tôi gọi tới giúp chị qua chọn đồ. À, ông chủ Phùng đúng là hạnh phúc, cưới được một người vợ tốt như vậy. Tôi rất ngưỡng mộ ông. Nói đúng lắm, hạnh phúc là phải tự mình giành lấy, không thể có ngồi đó để tự nó rơi xuống được. Cô nói có lý lắm. Tôi đi đây, tôi còn phải đi tập kịch nữa. Tạm biệt. Tạm biệt. Chị thật sự không hiểu, chị thấy người ta làm cô dâu đâu có ai buồn như em vậy chứ. Đâu có. Còn nói là không có, chị thấy từ sáng tới giờ em chưa cười gì cả. Nói thật là nếu em thật sự không thích Phùng Kính Nghiêu, em đừng có lấy ổng. Tại sao em phải miễn cưỡng bản thân của mình chứ? Chị thật không hiểu sao em cứ bắt bản thân của mình làm chuyện mình không muốn. Em đã nói với chị nhiều lần rồi, em là người hiểu rõ Trấn Hải nhất. Chỉ cần em vẫn chưa lấy chồng thì ảnh sẽ không bỏ cuộc. Thì ra em kết hôn là vì Du Trấn Hải sao? Em đừng có ngốc, hôn nhân là chuyện hạnh phúc của cả đời. Thật ra em có được hạnh phúc hay không cũng không sao. Điều quan trọng nhất là ảnh và Thất Xảo mãi mãi được hạnh phúc, là em yên tâm rồi. Sao cha vẫn chưa thay đồ? Khách sắp tới đông đủ rồi. Cha đang chuẩn bị đi. Hôm nay là ngày vui, sao mặt cha kỳ cục vậy? Bộ cha hồi hộp lắm hả? Còn ngốc làm gì có. Con ra ngoài đi, cha muốn thay đồ. Nhanh lên đó. Chú Tư. Cô Hai. Phùng tiên sinh, đại đảo tiên sinh có một bậc hàm gửi cho ông. Vậy sao? Alo, Lật à. Bây giờ tôi cho cậu biết chuyện này, cậu không được cho Văn Cường biết đó. Được, ông nói đi. Thì ra Vô Trấn Hải vẫn chưa chết.
Bây giờ cậu lập tức tới Dương Hành. Cậu quản sẽ nói cậu nên làm gì. Được, tôi sẽ đi ngay. Anh Văn, em có chuyện ra ngoài một chút. Anh tới chỗ của Phùng tiên sinh trước đi, em tới trễ nghe. Được. Ý, ông Hứa, đúng lúc vậy. Mời vào trong ngồi. À, không cần đâu. Đúng lúc tôi đi qua đây, cho nên Phùng tiên sinh nhờ chuyện cho ông thứ này. Gấp gáp cái gì chứ, bây giờ chỉ mới đầu tháng thôi. À, nên làm thôi. À phải rồi, Pierre tiên sinh, có phải ông đang định đi dự đám cưới của Phùng tiên sinh? Đúng vậy. Vậy thì cùng đi. Pierre tiên sinh, các người xây công lộ tại Dương Kính Bang, đi thẳng tới sông Hoàng Phố, nhưng dựng chuyện đúng là tiện lợi hơn nhiều. Toàn bộ là từ đầu ông chủ Du đã nhắc nhở tôi. Nhưng tiếc là ông chủ Du... Nhưng mà tôi cảm thấy công lộ này được mở rộng ra, nên mở thêm một số bến tàu. Như vậy hàng hóa vào ra sẽ không cần phải đợi xếp dỡ, có thêm bến tàu chứa hàng thì kinh tế ở Tô Giới Pháp sẽ ngày càng phồn vinh. Đề nghị này của Hứa tiên sinh rất là hay đó, nhưng mà không biết hoàn cảnh khách quan có cho phép hay không. Nhưng lúc bây giờ còn thời gian, chúng ta cùng đi khảo sát một vòng. Bây giờ? Bia tiên sinh, người Trung Quốc có câu nói: uống thép khi đang nóng, cẩn thận lỡ người ta tắt đèn chạy trước. À, vậy cũng được. Alan, lái xe đã một vòng trước đã. Xin mời vào trong. Trinh Trinh, hai người sao trùng hợp quá, đặc biệt hẹn để tới cùng lúc nữa chứ. À, tụi mình gặp nhau ngoài cửa. Để Kỳ đi chúc mừng bác trai cái đã. Ừ. Hứa và Cường có tới không? Vẫn chưa thấy. Anh đi chúc mừng cha em trước. Ừ. Thanh Hoa, em đừng nói chị lôi thôi. Em thật sự không hối hận chứ. Chị họ, chị có nhớ chị thường nói với em, chị nói con gái nên lấy một người mà người đó yêu mình nhiều hơn mình yêu người đó. Chẳng phải em tìm được rồi sao? À, Lực, không có ai hết. Xét cho kỹ đi. Ờ, nè. Chuyện gì vậy? Mấy người làm gì Lực, vậy? Hai người đây. Trời ơi, các người là ai? Vô cùng mấy người là ai? Đây là nhà của tôi mà. Du Trấn Hải đang ở đâu? Cái gì Du Trấn Hải? Tôi hỏi Du Trấn Hải đang ở đâu? Tôi không biết cậu đang nói gì hết à. Lão già đáng chết. Trời ơi, đừng đánh, tôi xin các người, đừng đánh mà. Tôi xin các người mà, đừng đánh. Trời ơi, làm gì vậy? Buông ổng ra đi. Đừng đánh mà. Họ mới bỏ đi thôi. Tôi sợ có chuyện. Nhưng người nói đúng, cậu ta có thể tìm ra chúng ta. Bộ kính kia cũng sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta thôi. Mình đi. Bên này. Tiêu rồi, tôi tới nơi rồi. Vô Trân Hải, ông đứng lại. Sao rồi, anh đi được không? Tôi vừa muốn chết. Ông muốn sống hay chết là do tôi quyết định.
陪你不起，我这么一般，我怎可稀罕，令你会欢喜，陪你不起，在默不可观，我怎可高攀，做你的一半，无论是夜深。